Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Horror. Khi khám phá một ngôi nhà hoang, một bệnh viện, nói chung là một nơi gắn liền với ma quỷ hay những truyền thuyết kinh dị, thì tốt nhất đừng nên chạm vào bất cứ thứ gì tại đó. Thậm chí đừng hai ngón những món đồ đem về nhà, vì đây sẽ là cách nhanh nhất để các bạn bị ma ám đó. Đây cũng là kinh nghiệm xương máu sau khi chúng mình đã cày qua 7749 các tác phẩm kinh dị. Cơ mà nhân vật chính của bộ phim mà Way to Weird giới thiệu hôm nay có lẽ ít xem phim nên không biết đến điều này. Và ngay bây giờ là toàn bộ diễn biến trong truyện kinh dị lúc nửa đêm. Weirdo, go! Bối cảnh của phim diễn ra vào năm 1968. Lúc này Mỹ đang thúc đẩy các công dân yêu nước nhập ngũ để qua đánh chiếm Đông Lào. Trong nước có nhiều người hào hứng đi, nhiều người thì không. Ở đây sẽ có lần lượt các nhân vật sau đây. Đầu tiên là Tommy, nhìn qua giao diện áo bóng chạy, tóc vuốt bóng lộn, lại còn chơi với một đám bạn choai choai. Nhìn thế nào cũng ra một tên đầu gấu, không ra gì, suốt ngày đi bắt nạt các bạn rồi. Nạn nhân chủ yếu của Tommy có Stella, một cô nàng mọt sách thích sáng tác các câu chuyện kinh dị. Mẹ cô bỏ đi từ lúc cô còn nhỏ, thành ra cô nàng thường xuyên bị trêu chọc vì vấn đề này. Ngoài Stella thì còn có Augie và Chuck, hai anh chàng ngố ngố. Ba người này chơi khá thân với nhau. Trong phim xuất hiện thêm Raymond, anh chàng sống trên xe, nay đây mai đó để tránh việc bị chính quyền ép trở thành lính rồi lôi cổ sang Đông Lào. Trong chuyến hành trình sống như kẻ du mục thì Raymond tới được thị trấn nơi Stella, Chucky, Augie sống. Tối đó là Halloween, nhóm bạn gồm Stella, Chuck và Augie rủ nhau đi trả thù Tommy. Cụ thể thì Chuck đi pool rồi vớt mấy cục cức lên để làm bom. Cậu ta còn kêu gọi hai người bạn còn lại chuẩn bị thêm trứng để ném. Kế hoạch thì là dụ cho nhóm của Tommy cướp kẹo của họ, rồi họ sẽ cho nổ đống cức. Kế hoạch diễn ra khá là suôn sẻ, chỉ việc đứng cầm túi khuya khoắng là nhóm Tommy đã giật lấy rồi. Cơ mà họ chẳng ngờ rằng Ruth, chị gái của Chuck, lại là bạn gái của Tommy, thành ra cũng bị liên lụy. Sau khi thành công thì nhóm bạn chạy trốn khỏi nhóm của Tommy. Họ chạy vào khu chiếu phim ngoài trời. Ở đây thì có màn chiếu rất lớn, mọi người sẽ đi ô tô đến rồi mua vé, sau đó đổ xe trực tiếp tại sân và xem. Nhóm bạn sau đó gặp Ramos đang xem phim ở đây và trốn nhờ lên xe của anh chàng. Bốn người sau đó chào hỏi và làm quen với nhau. Ramos và Stella có vẻ cũng mến mến nhau. Và vì nay là Halloween nên Stella rủ cả bọn đi thám hiểm căn biệt thự ma ám. Bằng một cây bút với skill mở khóa của Ramon mà cả bọn đã chui được vào căn biệt thự. Khi cả bọn đã tham quan căn nhà thì Stella thuyết minh luôn về lịch sử cũng như là lý do vì sao nó bị đồn là có ma ám. Về lịch sử thì căn biệt thự này là của một gia tộc khá giàu có. Họ có một người con gái, tuy nhiên họ luôn giam lỏng cô con gái này ở nhà mà chẳng cho ra ngoài. Thậm chí là sự tồn tại của cô còn bị gần như là xóa sổ hoàn toàn vì trong các bức tranh của gia đình đều bị xóa đi. À đấy, cô con gái xấu số này tên là Sarah. Chẳng ai nhìn thấy Sarah bao giờ cả, tuy nhiên câu chuyện truyền thuyết về cô nàng thì có tồn tại. Cụ thể thì cô này có sáng tác ra nhiều câu chuyện kinh dị rồi thường xuyên kể cho đám trẻ con nghe. Chỉ cần tìm đến và nói rằng, Sarah, hãy kể cho tôi nghe câu chuyện và thế là được. Và những đứa trẻ nghe chuyện xong thì một thời gian sau thì chết. Một vài đứa thì biến mất không rõ lý do. Dân làng cho rằng là do Sarah đầu độc. Rất nhiều lời đồn đoán nổ ra. Một thời gian sau thì Sarah đã tự đăng xuất bằng cách đung đưa trên trần nhà. Cặp đôi Ramon và Stella sau đó tìm được một căn phòng ẩn và chui vào trong đó khám phá. Stella đoán rằng đó là phòng của Sarah. Hai thanh niên áo là Augie và Chuck thì chơi đuổi bắt với nhau. Họ đuổi nhau lên tận trên tầng 2. Chuck sau đó trốn vào trong một cái tủ và khi hé mắt ra nhìn thì cậu ta nhìn thấy một căn phòng sáng trưng, còn có một bà lão đang ngồi ở đó. Giật mình với thứ trước mắt, bởi đây là ngôi nhà bị bỏ hoang cách đây ít nhất chục năm thì bụi bặm và làm gì có chuyện có đèn, lại còn có một bà già ngồi phía trong. Khép chặt cánh cửa tủ vào hơn thì khi mở ra mọi thứ lại như cũ. Lúc này Augie xuất hiện và tìm thấy Chuck. Chuck sợ hãi kêu cả bọn chạy trốn. Stella thì cũng nghe thấy, cơ mà giờ cô mới khám phá ra căn phòng của Sarah nên gọi hai thanh niên còn lại khám phá chung. Thậm chí cô còn nhặt được một hộp nhạc và còn bật nó lên nghe thử. Tiếp sau đó cô nàng mọt sách còn tìm thấy quyển truyện mà Sarah sáng tác. Nó được viết bằng mực đỏ. Chuck muốn rằng hãy để nó lại và chạy trốn. Bất ngờ căn phòng rung chuyển, hóa ra Ruth, chị gái của Chuck cùng với Tommy xuất hiện. Chính tên đầu gấu đã chốt cửa ở bên ngoài để nhóm bạn của chúng ta vào trong. Ruth có xin xỏ vì sao trong đó cũng có em trai của cô. Thế rồi chính Ruth cũng bị nhốt vào chung luôn. Mọi người hoảng hốt. Stella thì có vẻ không quan tâm lắm. Cô nàng vẫn đọc quyển truyện của Sarah và còn lẩm bẩm: Sarah, hãy kể cho tôi nghe chuyện đi. Mất một lúc, tự dưng cánh cửa mở ra, có bọn đi ra ngoài. Stella tiện tay hai ngón luồn quyển sách của Sarah về nhà.
xe của Ramon bị nhóm của Tommy phá hoại. Vì đây cũng là nhà của anh chàng luôn, nên điều này khiến Stella khá áy náy. Cô bé quyết định mời anh bạn về nhà mình ở một thời gian, vì dù gì, nhà cũng chỉ có mỗi hai bố con và bố cô thì ít khi ở nhà. Sau khi chuẩn bị đồ cá nhân cho bạn xong, thì Stella bắt đầu đọc cuốn sách của Sarah. Khi lật tới trang cuối cùng, cô nàng phát hiện ra có một câu chuyện mới được thêm vào quyển sách. Nét mực vẫn còn mới vì quệt vào, nó còn bị nhòe đi. Cô nàng đọc về câu chuyện mới này. Cùng lúc đó thì Tommy về nhà. Cậu ta bị mẹ mắng té tát vì tội đi chơi mà quên giao trứng. Có lẽ vì uy tín của doanh nghiệp nên bà ta đẩy luôn thằng con trai đi giao trứng ngay trong đêm. Cũng may địa điểm khá gần, băng qua ruộng ngô là tới. Ở ruộng ngô này có một con buồn nhìn rơm. Tommy thường xuyên cùng bạn bè củ hành nó mỗi ngày. Sáng sớm thì đấm một cử, chiều đi học về lại đá một cái. Vui vui cũng đấm mà buồn thì cũng đấm. Tommy đi giao trứng qua con buồn nhìn và tiện chân sút nó một cái. Cậu ta đi mãi không thể ra khỏi ruộng ngô. Buồn nhìn thì không hiểu sao có thể rời khỏi cọc gỗ. Nó ngay lập tức tìm tới chỗ anh bạn đầu gấu. Anh chàng cũng phát hiện có gì đó kinh dị đang diễn ra. Cùng với đó là việc con buồn nhìn đang dí theo, nên anh chàng chạy bán sống bán chết. Thậm chí là còn lấy cái cạo đất để đâm lại con buồn nhìn. Cơ mà tối nay buồn nhìn được búp sức mạnh, nó xiên lại kẻ bắt nạt mình. Tommy sau đó sợ hãi, bỏ chạy và cầu cứu mẹ. Nhưng vừa đi thì miệng và vết thương ngay lập tức tua tủa toàn là rơm. Và kết quả, Tom thành người rơm luôn. Tất cả những sự việc diễn ra với Tommy giống y hệt với những gì xuất hiện trong cuốn sách của Sarah mà Stella đang đọc. Có thể hiểu rằng, những ai bước vào căn biệt thự ma ám đều sẽ dính lời nguyền, trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện nhỏ của Sarah. Chuyện thì sẽ rất kinh dị và đa phần nhân vật chính đều sẽ nhận kết cục xấu. Và vì anh chàng đầu gấu kia biến thành người rơm, không có nhân chứng chính xác nên thành ra khi gia đình báo cảnh sát thì ngay lập tức vụ án này chuyển thành mất tích không rõ lý do. Sáng hôm sau tin tức lan truyền khắp nơi, cảnh sát khá nghi ngờ về Ramon vì anh chàng là người mới xuất hiện tại đây. Cộng với việc xe Ramon bị hỏng, có nhân chứng mách cảnh sát về vụ việc tối qua nữa. Cảnh sát sau đó lại tìm tới chàng trai, cơ mà không có chứng cứ rõ ràng nên mọi thứ chỉ dừng lại ở hỏi và cảnh báo. Ở trường thì nữ chính cũng khá nhạy bén khi phát hiện ra có sự liên kết giữa câu chuyện trong cuốn sách và vụ mất tích. Cơ mà khi chia sẻ nó với hai người bạn thân thì họ cũng không tin lắm. Chất cũng chỉ kể về việc bản thân thấy một bà lão trong lúc trốn trong tủ. Nữ chính sau đó xách theo anh bạn mới quen Ramon đi hóng hớt. Họ lập tức phát hiện ra cái áo của con bộ nhìn rơm giống hệt với áo của Tommy. Quá sợ hãi, Stella sau đó đã đem cuốn sách trở về căn biệt thự. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì cuốn sách lại lập tức xuất hiện ở nhà cô bạn mọt sách. Tối đó vì Ramon vẫn ở lại nhà Stella, cả hai bàng hoàng nhận ra khi có một câu chuyện mới xuất hiện. Dù cả hai đã xé hết trang sách này đến trang sách khác, nhưng câu chuyện thì vẫn được viết tiếp. Họ cũng nhanh chóng phát hiện câu chuyện này có Audrey là nhân vật chính, nên đã dùng bộ đàm gọi cho anh chàng để cảnh báo, nhưng anh chàng chẳng nghe. Câu chuyện này nguyên bản thì nói về một người mẹ tình cờ tìm thấy ngón chân kỳ lạ ở trong vườn. Bà ta sau đó đem về nấu canh cho cả nhà cùng nhâm nhâm. Tối hôm đó có một con quái vật bị mất ngón chân cái, đã tìm tới tận cửa nhà bà ta để lấy lại ngón chân. Ở đây thì chuyển lại thành mẹ của Audrey đi vắng. Cậu ta đói và tìm được nồi canh trong tủ nên húp lấy húp để. Giữa chừng thì nhè ra được cái ngón chân. Quá ghê trợn, Audrey húp đổ nồi canh thì phát hiện ra trong đây có cả mắt và một vài bộ phận khác. Lúc này anh chàng mới nhớ tới sự cảnh báo của bạn bè. Cơ mà con quái vật mất chân đã đi tới trước cửa. Anh chàng gọi cho Stella và Ramon, nhưng họ chỉ biết thuật lại cho anh chàng nghe diễn biến của câu chuyện, chứ không biết làm cách nào để chấm dứt câu chuyện cả. Toàn bộ những gì diễn ra ngoài đời và cuốn sách y hệt nhau. Archie sau đó trốn dưới gầm giường, nhưng vẫn bị con quái vật tìm thấy. Cậu ta biến mất, để lại những vết cào dưới nền nhà. Ở phía nữ chính, thì cô ngay lập tức cùng anh bạn mới quen, tìm tới nhà của Archie, nhưng đã quá muộn. Một cuộc họp đã được diễn ra với sự có mặt của những người đã từng đến căn biệt thự bỏ hoang. Stella cũng kể việc truyện và các vụ mất tích, khẳng định luôn có thể bọn họ sẽ là nạn nhân tiếp theo nếu như không tìm được cách ngăn cản quyển sách này ra thêm truyện mới. Ruth, chị của Chuck cũng đến, cơ mà bà chị này lại không tin lắm, với lại sắp có nhạc hội ở trường nên cũng bỏ đi luôn. Họ nảy ra một sáng kiến khá táo bạo, đó là đốt cháy quyển sách, cơ mà không thành công lắm. Cuốn sách vẫn lành lặn và không một vết xước. Có một người chuyển hướng sang điều tra về Sarah, aka chủ nhân quyển sách. Cơ mà người này thì đã qua đời từ khá lâu rồi nên tin tức không còn nhiều lắm. Cả bọn cũng tìm ra được những cái tên liên quan, nhiều trong số đó đã xuất hiện trong quyển sách của Sarah. Thế rồi trang cuối lại xuất hiện một truyện mới, kể về nốt mụn đỏ trên mặt của một cô gái. Nốt mụn này càng ngày càng lớn và có những con nhện chui ra từ đó. Nhân vật chính trong câu chuyện này lại chính là Ruth, chị của Chuck. Chuyển cảnh tới phía của Ruth, lúc này cô nàng đang ở trường và chuẩn bị biểu diễn. Cơ mà nốt mụn trông to quá nên quyết định phải nặng cho bằng được. Phía sau lưng cô nàng xuất hiện bóng đen kỳ lạ, nốt mụn thì sưng to và xuất hiện một cái chân nhện.
rồi cả đống nhện chui ra từ nốt mụn. Đèn tắt ngấm, nhóm bạn tới kịp lúc, rất nhanh trí dùng nước để đuổi đám nhện đi thành công và cứu được chị gái. Cơ mà cứu khỏi án tử thôi, chứ còn cô nàng thì vẫn quá sốc trước thứ mình gặp. Cô nàng sợ nhện nhất trên đời. Stella thì trong lúc đó vẫn thấy thoắt ẩn thoắt hiện một cái bóng. À, khúc trước lúc mà mọi người tìm kiếm thông tin về Sarah thì nhóm nhân vật chính cũng có tìm ra tên của một người. Người này chính là người làm trong gia đình của Sarah. Bà chủ báo sau đó thử liên lạc và thành công tìm tới nhà của người này. Chuyện trôi qua đã lâu và giờ người này đã thành một bà lão. Vì thần trí cũng không còn ổn định nên nhóm nhân vật chính chỉ biết được rằng Sarah hóa ra không tự đăng xuất tại nhà mà là ở bệnh viện. Nó khác với truyền thuyết mà họ được biết. Stella cố gắng hỏi thêm nhưng cũng không thành công. Rất may người con gái của bà lão đã tiết lộ rằng trước đó mẹ của mình đã kể chi tiết mọi việc diễn ra cho cả bệnh viện, nên nếu muốn thì có thể tới đó để check. Cả bọn lại khăn gói quả mướp tới bệnh viện và được y tá ở đây tiết lộ rằng có thể hồ sơ này kia có ở phòng đỏ. Phòng đỏ chỉ là tên thôi, nhưng trong đấy cũng không có gì đỏ cả. Nó giống như nhà kho hơn, cơ mà chỉ cần nghe thấy từ phòng đỏ thôi đã khiến cho chất đủ sợ hãi. Cậu ta từng mơ rằng bản thân bị nhốt trong một phòng đỏ và bị một bà béo tấn công. Thế là Ramon và Stella lẻn vào trong phòng đỏ để tìm thông tin. Chất ở ngoài làm nhiệm vụ canh chừng, nhưng quá sợ nên cậu ta đi lên quanh. Nhân viên của bệnh viện thấy cậu lạ mặt nên đã bật báo động và phong tỏa lại bệnh viện để tóm cậu ta. Mà bật báo động đèn đỏ nhấp nháy, phong tỏa tức là khóa trái các căn phòng. Vô hình trung, chất gặp đúng ác mộng mà cậu khiếp sợ nhất, và rồi tứ phía xuất hiện bà béo. Bà ta từ từ bước chậm đến chỗ chất và rồi ôm cậu ta. Cậu ta từ từ chìm hẳn vào cơ thể của bà béo đó. Về phía đôi bạn trẻ thì họ rất nhanh tìm thấy hồ sơ về Sarah, thậm chí là còn cả bản ghi âm về một trong những lần khám chữa của cô. Cụ thể thì Sarah hóa ra là bị bệnh bạch tạng. Cô bị gia đình giam giữ tại nhà riêng, sau đó thì bị chuyển tới viện tâm thần để chữa trị bằng đủ phương pháp đau đớn khác nhau. Người chữa trị cho Sarah lại chính là anh trai của cô. Đoạn ghi âm lại buổi trị liệu thì là cuộc đối thoại giữa hai anh em. Người anh thì cố thao túng tâm lý để người em tự nhận bản thân là thủ phạm đã ra tay với những đứa trẻ trong vùng. Cơ mà Sarah biết sự thật rằng những đứa trẻ qua đời là do chúng sử dụng nguồn nước bị nhiễm độc trong thời gian dài. Người hạ độc nguồn nước lại chính là gia đình của cô. Đã rất nhiều lần cô cố gắng cứu chúng nhưng bất thành. Đoạn ghi âm sau đó chuyển qua giọng kể chuyện đáng sợ. Nó kể về câu chuyện chất và căn phòng đó. Stella và Ramon nghe tới đây biết có chuyện nên đi cứu bạn. Cơ mà cũng đã quá muộn rồi. Vụ náo loạn ở bệnh viện đã khiến Ramon và Stella lên phường. Tại đây họ có nói tất cả các sự thật về những gì họ biết, về cuốn sách, về các vụ mất tích, nhưng cảnh sát cũng không tin một chút nào. Cặp đôi sau đó bị giam giữ, cảnh sát thì thu lại cuốn truyện. Tối hôm đó cảnh sát đọc cuốn truyện và phát hiện ra một trang truyện vừa mới được viết xong với vết mực còn loang. Và nhân vật chính lần này là Ramon, nỗi sợ của cậu này thì là về anh trai. Anh trai cậu ta từng đi lính tại chiến trường Đông Lào, khi đi thì lành lặn nhưng khi về thì lại không toàn vẹn, từng khúc và thậm chí là không đủ. Thế nên Ramon mới không muốn đi lính. Quay trở lại câu chuyện thì quái vật này rớt xuống từng bộ phận. Đầu tiên thì là cái đầu, con chó của cảnh sát sủa ầm ĩ. Rồi từng chân, tay, thân. Cảnh sát dùng hoa cải nổ đùng đùng, nhưng quái vật cũng không chết. Nó còn quật ngã các cảnh sát. Tiếp sau đó, quái vật tìm cách lách qua các song sắt. Cảnh sát bị ném tới gần nơi giam giữ hai người bạn, nên Stella thành công, khều được khóa cửa và mở cửa giải thoát cho cả hai. Ramon quyết định bản thân sẽ là mồi nhử để Stella quay trở lại biệt thự và cầu xin Sarah. Nói với cô ấy rằng họ đã biết sự thật nên hãy để cho họ giúp cô đem câu chuyện đó ra ánh sáng. Stella sau khi đến nơi, cô nàng la làng la xóm về chuyện cô ấy đã biết sự thật, hãy để cô giải oan cho Sarah. Sau đó Stella bị xuyên không, trở về cái ngày mà Sarah bị gia đình săn lùng. Cô nàng lúc này trong thân xác của Sarah phải chạy trốn khỏi sự vây hãm. Cô được một đứa bé giúp đỡ nhưng cuối cùng vẫn bị bắt và nhốt lại. Spoil, đứa bé này chính là bà lão mà họ đã gặp ở cái khúc trước khi chất bị dí á. Cơ mà dù trốn được, nhưng nữ chính vẫn bị bắt. Cô bị nhốt vào căn phòng ẩn khi xưa. Cùng lúc ấy thì Ramon chạy trốn khỏi quái vật. Tình cờ chỗ của cậu gần với biệt thự nên quyết định chạy vào đó luôn. Quái vật bị kẹt giữa hai cái xe, không thoát được nên đã tự tách từng phần ra rồi ghép lại. Ramon chạy trốn vào biệt thự, chạy vào một căn phòng nọ và nhặt lại được quyển truyện của Sarah. Lật nó lên, lúc này một câu chuyện mới được viết. Nhân vật chính là Stella. Ở phía của nữ chính thì lúc này trong căn phòng ẩn, nữ chính đã gặp được boss cuối của game. Cô cũng nghe được lời nói của Ramon nên yêu cầu kể lại một câu chuyện mới. Nhân vật chính là Sarah. Ở câu chuyện này thì sẽ là sự thật những gì Sarah đã làm, những bất công mà cô đã phải chịu. Stella van xin và Sarah dường như cũng không còn muốn mọi chuyện diễn biến tiếp tục như vậy nên đã để cho Stella tự viết bằng máu của mình.
Stella đã viết nên từng chuyện, từ vụ gia đình của Sarah làm ô nhiễm nguồn nước, tới việc Sarah cố cảnh báo mọi người, rồi còn việc cô ấy bị đổ oan. Sau khi viết xong, linh hồn của Sarah được siêu thoát, cùng với đó là con quái vật đang bón hàng cho Ramon cũng biến mất theo. Đôi bạn sau đó trở về hiện tại, nữ chính thì tiếp tục viết truyện minh oan cho Sarah, Ramon thì đi lính, Ruth cũng thoát khỏi ám ảnh và trở về với cuộc sống bình thường. Và đó là toàn bộ về bộ phim ngày hôm nay. Cũng không quá kinh dị nhỉ? Nếu cậu đã xem phim này rồi thì sẽ thấy đoạn đầu hơi lê thê một tí để diễn tả từng nhân vật. Đoạn có ma quỷ xuất hiện thì vì được báo trước nên nó cũng không hấp dẫn lắm. Kiểu giảm đi nỗi sợ rồi á. Cơ mà điểm cộng cũng có nha. Cộng về tạo hình này, nhất là con quái vật dí theo Ramon với chất á. Đến đây thì video cũng dài rồi, nên đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho chúng mình nhé. Giờ thì Way to Weird out.